Cụ thể, giá lợn hơi tại miền Bắc điều chỉnh chênh lệch 1.000 đồng 1 kg trong ngày hôm nay. Hà Nam tăng nhẹ 1.000 đồng 1 kg, giao dịch lên mức 61.000 đồng 1 kg. Tương tự, giá thu mua tại Yên Bái cũng tăng 1.000 đồng 1 kg, ghi nhận mốc cao nhất khu vực là 67.000 đồng 1 kg cùng với tỉnh Hưng Yên. Ở chiều ngược lại, Phú Thọ điều chỉnh về mức 65.000 đồng 1 kg sau khi giảm 1.000 đồng 1 kg. Tại miền Trung Tây Nguyên có mức tăng nhẹ. Theo đó, hai tỉnh Bình Thuận và Bình Định lần lượt điều chỉnh tăng 1.000 đồng 1 kg và 2.000 đồng 1 kg, giao dịch lên mốc 71.000 đồng 1 kg và 72.000 đồng 1 kg. Các tỉnh thành còn lại không điều chỉnh giá thu mua so với cuối tuần trước. Trong đó, thấp nhất là 64.000 đồng 1 kg tại tỉnh Nghệ An. Tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay chững lại tại hầu hết các địa phương. Mức giá thấp nhất khu vực là 70.000 đồng 1 kg, hiện có mặt tại tỉnh Đồng Nai. Tiếp đó là Sóc Trăng với giá 71.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại duy trì giao dịch quanh ngưỡng 72.000 đồng 1 kg. Riêng Cần Thơ và Long An lần lượt ghi nhận mốc cao nhất khu vực là 76.000 đồng 1 kg và 77.000 đồng 1 kg. Riêng lĩnh vực chăn nuôi lợn dù vẫn bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh nhưng tốc độ tăng trưởng đạt 9,7%. Đến tháng 9 năm 2020, tổng đàn lợn đạt 22,57 triệu con, đạt khoảng 82% trước khi có dịch. So với những tháng đầu năm, tình hình tái đàn tại các địa phương cả nước đã tăng 12%, một số nơi tăng nhanh như các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung Du, miền núi phía Bắc. Việc tái đàn tăng đã góp phần giúp giá lợn hơi và thịt lợn hạ nhiệt. Với tốc độ tái đàn như hiện nay, sẽ tăng 14% vào quý 4 năm 2020 nếu không có gì biến động. Với đà này, nguồn cung thịt lợn vào quý 4 và dịp Tết sẽ đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi ghi nhận mức tăng giảm trái chiều. Cụ thể, cùng tăng 1.000 đồng 1 kg, 4 tỉnh Bắc Giang, Thái Bình, Ninh Bình và Tuyên Quang lần lượt thu mua lợn hơi quanh mốc 65.000 đến 66.000 đồng 1 kg. Còn tại Hưng Yên, Phú Thọ và Vĩnh Phúc, giá tăng từ 2.000 đến 3.000 đồng 1 kg, lên mức 66.000 đến 67.000 đồng 1 kg. Hà Nội giảm 3.000 đồng 1 kg so với ghi nhận cuối tuần trước, về mốc 66.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 60.000 đến 67.000 đồng 1 kg. Còn tại miền Nam, giá lợn hơi nhiều địa phương giảm nhẹ từ 1.000 đến 2.000 đồng 1 kg so với cuối tuần trước như Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Hậu Giang, Cà Mau, Trà Vinh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Bến Tre. Hiện giao dịch trong khoảng từ 72.000 đến 73.000 đồng 1 kg. Một vài tỉnh thành điều chỉnh tăng giá nhẹ vào những ngày cuối tuần như Long An tăng 1.000 đồng 1 kg hay Cần Thơ cao hơn 3.000 đồng 1 kg so với mức thu mua của tuần trước. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam được giao dịch trong khoảng 70.000 đến 77.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá lợn hơi khu vực miền Trung Tây Nguyên ghi nhận mức giảm nhẹ so với tuần trước ở hầu khắp các địa phương. Hiện giao dịch trong khoảng từ 64.000 đến 72.000 đồng 1 kg. Với mặt hàng lúa gạo, sau những ngày biến động liên tục trong tuần, giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long duy trì ở mức ổn định. Cụ thể, tại An Giang, giá lúa Jasmine dao động ở mức 6.100 đồng đến 6.200 đồng 1 kg. Lúa OM9577, OM9582 ở mức 6.250 đồng 1 kg. Đài Thơm 8 6.500 đồng 1 kg. Lúa IR504 6.100 đồng 1 kg. OM5451 6.100 đồng 1 kg. Với mặt hàng gạo, giá cũng chững lại và neo ở mức cao sau phiên giảm hôm qua. Cụ thể, giá gạo NLIR504 ở mức 9.350 đồng 1 kg, gạo NLOM5451 ở mức 9.000 đồng 1 kg, gạo OM18 ở mức 9.050 đồng 1 kg, gạo TPIR504 10.500 đồng 1 kg. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo 5% tấm của Việt Nam ổn định ở mức 493-497 đô la Mỹ một tấn. Theo Bộ Công Thương, tính chung 9 tháng năm 2020, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu cả nước ước đạt 202,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, khu vực kinh tế trong nước tiếp tục là động lực cho sự tăng trưởng của xuất khẩu, khi kim ngạch xuất khẩu 9 tháng của khu vực này đạt 71,4 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 19,5% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm gần 35,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trước thực tế, thương mại toàn cầu bị ảnh hưởng mạnh từ dịch COVID-19, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vẫn giữ được mức tăng trưởng dương.
Một phần do chúng ta tận dụng tốt ưu đãi thuế quan trong các hiệp định thương mại tự do FTA đã ký để mở rộng thị trường xuất khẩu. Theo Bộ Công Thương, việc tham gia các FTA, nhất là FTA Việt Nam EU, EVFTA đã làm tăng khả năng cạnh tranh, giúp hàng hóa Việt Nam mở rộng thị phần tại các thị trường đối tác, là động lực thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu. Đến hết tháng 9, các tổ chức được ủy quyền đã cấp 20.680 bộ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO mẫu Euro 1 với kim ngạch gần 830 triệu đô la Mỹ đi các nước châu Âu. Các mặt hàng đã được cấp CO mẫu Euro 1 chủ yếu là giày dép, thủy sản, nhựa và các sản phẩm nhựa, cà phê, hàng dệt may, nông sản, hàng điện tử. Trong đó, điển hình là mặt hàng giày dép có kim ngạch xuất khẩu sang EU được cấp CO khoảng 385 triệu đô la Mỹ, thủy sản 118 triệu đô la Mỹ, nhựa và các sản phẩm nhựa khoảng 48 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, mùa khô năm nay các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã phải đối diện với hạn hán và xâm nhập mặn ở mức cao kỷ lục. Mùa nước lũ năm nay đã về muộn và ở mức thấp so với mọi năm. Dự báo hạn hán và xâm nhập mặn sẽ tiếp tục khốc liệt vào mùa khô của năm sau. Trước những dự báo này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo quyết liệt các ban ngành từ trung ương đến địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó. Trong đó thì khuyến cáo đẩy mạnh chuyển đổi các diện tích sản xuất có nguy cơ ảnh hưởng của hạn hán xâm nhập mặn. Thực tế là nhiều năm qua, việc chuyển đổi cây trồng để thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long đã mang lại nhiều hiệu quả. Đây được xem là giải pháp bền vững trong điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan. Cây thanh long trồng trên đất lúa nhưng vẫn phát triển tốt. So với lúa thì lợi nhuận từ thanh long cao gấp 10 lần. Đây là những kết quả đạt được sau thời gian anh Trịnh Văn Phúc ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác. Ngày xưa trồng làm lúa thì chỉ đủ ăn, giờ đi đám thôi. Bây giờ nhà cây thanh long năm nay thì gia đình cũng sửa sang nhà cửa khang trang, con cái học hành đạt hết đó. Nhà cửa thì xe cộ thì cũng sắm cho mỗi đứa một chiếc. Theo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, trong điều kiện hạn hán xâm nhập mặn của năm tới đây, diện tích chuyển đổi cây trồng sẽ tăng lên, dự kiến có hàng ngàn hecta đất lúa được chuyển đổi. Đây được xem là hướng đi để nền nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, các nhà chuyên môn cũng khuyến cáo rằng không phải nơi nào cũng có thể chuyển đổi sang các nhóm cây trồng như nhau. Ví dụ như là đối với cây ăn quả thì chúng ta cũng biết sầu riêng là một cây rất là nhạy cảm với mặn và hoàn toàn không chịu được mặn. Vì vậy cho nên là ngay các cái địa phương mà đang các vùng trồng sầu riêng trọng điểm hiện nay của chúng ta như là Tiền Giang hoặc là Bến Tre hoặc là Long An, ở các cái vùng đó thì nông dân vẫn có thể phải thay đổi để chuyển sang các cái vùng mà ít bị tác động của xâm nhập mặn hơn. Trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, vùng châu thổ định hướng phát triển nông nghiệp bền vững theo 3 vùng: vùng thượng, vùng giữa và vùng ven biển. Với khoảng 1,8 triệu hecta đất lúa được chuyển sang cây trồng khác, đặc biệt là cây ăn trái, các ngành hàng chiến lược được phân thành vùng ổn định, vùng chuyển đổi và vùng linh hoạt. Chúng ta phải làm sao cái liên kết chúng ta chặt chẽ, khi mở diện tích mới phải gắn thiết chế hạ tầng phục vụ, gắn với công tác chế biến và tổ chức thị trường để đảm bảo cái hiệu quả bền vững trong cái việc chuyển đổi, và đây mới là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết, để việc chuyển đổi thuận lợi, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cần ra soát lại quy hoạch thủy lợi, đảm bảo đủ nước tưới cho cây trồng, đồng thời cần phát triển nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu, đẩy mạnh nghiên cứu và chọn tạo những cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết cực đoan. Tiếp tục bản tin, xin mời quý vị theo dõi những diễn biến mới nhất về thị trường nông sản mà chúng tôi vừa mới cập nhật.